Cuộc thi The Review 2022 đã chính thức diễn ra và sau đây là Q&A. Các bạn hỏi ở trên kênh Minh Show là đăng ký như thế nào, em có biết không? Thì mình có thể click lên trên cái link này nhá. Thế nếu như mà không biết review một cái gì cả thì em có thể đưa cho các bạn một số gợi ý được không? Ok, đồ ăn này, mỹ phẩm này, thời trang và có thể là xe cộ nữa. Và đặc biệt, lĩnh vực quan trọng nhất đó chính là đồ công nghệ nha mọi người. Vậy thì không biết là tiêu chí năm nay của ban giám khảo là gì nhỉ? Các bạn phải thể hiện thật rõ ràng rành rành về nội dung, phải có cá tính của mình và thật sự đam mê với nghề. Vậy thì các bạn ở tỉnh khác thì không biết là có đăng ký được chương trình này không? Được chứ, miễn là các bạn đang làm việc tại Hà Nội nhá. Vậy thì nếu như không đạt được giải thì không biết là các bạn có cơ hội được làm cho Bờ Studio không? Sure, các bạn không nhất thiết các bạn phải có giải, các bạn phải thể hiện thật tốt để ban giám khảo nhìn nhận được và cho các bạn cơ hội để làm việc tại Vật Vờ Studio. Vậy thì các bạn có thể lấy video cũ của mình để làm video dự thi được không? Được chứ, các bạn có thể lấy video cũ của mình, không nhất thiết phải là quay một video mới hoàn toàn đâu. Và đó là những câu hỏi mà chúng mình vừa tổng hợp được. Và nếu như các bạn có thắc mắc thì hãy inbox cho fanpage The Review cũng như hệ thống của các kênh Vật Vờ Studio nha. Chúc các bạn hoàn thành phần thi của mình thật xuất sắc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.